Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Nếu như đầu năm 2019 khi mà Xiaomi ra mắt Redmi Note 7 với con chip Snapdragon 660 này, xong sau đó thì Redmi Note 7 Pro cũng được đưa về thị trường Việt Nam với con chip Snapdragon 675, thì lúc đó rất nhiều bạn nói rằng là ui dồi ôi, ngon quá. Bây giờ với mức giá rẻ như thế này là chúng ta đã có thể mua được chip 660 với chip 675 rồi. Đấy, và thực ra là lúc đó thì giá nó cũng không rẻ đâu nhá. Lúc đó Redmi Note 7 phiên bản 332 giá nó cũng đã gần 4 triệu rồi. Đấy, rồi là Redmi Note 7 Pro cũng đã toàn là 5 triệu rưỡi 6 triệu rồi. Nhưng mà các bạn vẫn chấp nhận bỏ tiền ra để mua những cái sản phẩm chạy con chip 660 với 675 như vậy. Tuy nhiên thời điểm hiện tại, cái thời điểm nửa cuối của năm 2019 này, thì mình thấy là chip Snapdragon 710 đã trở thành chip quốc dân của nửa cuối năm 2019, bởi vì rất nhiều sản phẩm giá khá rẻ được trang bị con chip Snapdragon 710 này. Đấy, ví dụ như là hàng chính hãng, chúng ta sẽ có con Realme 3 Pro chẳng hạn, với mức giá chỉ giờ khoảng 5 triệu rưỡi thôi là chúng ta đã có thể mua được chip 710 rồi. Đấy, hàng chính hãng ấy nhá. Ngày xưa hàng sách tay mua 710 với cái tầm giá là 5 triệu rưỡi thì còn có thể có cơ sở được, chứ bây giờ là hàng chính hãng là đã có cái đấy rồi. Đấy, thế còn hàng sách tay thì sao? Hàng sách tay thì chúng ta sẽ mua được cái con chip Snapdragon 710 với mức giá nó còn rẻ hơn nữa cơ. Khởi điểm đó là Lenovo Z6 Youth với mức giá chỉ giờ khoảng 3.790.000 đồng mà thôi. Đấy, hôm nay chúng ta sẽ đến với top 4 chiếc điện thoại chạy con chip Snapdragon 710 rẻ nhất và đáng mua nhất bây giờ. Tất nhiên rồi, nói tiếp nào về Lenovo Z6 Youth. Ngoài cái mức giá rẻ như vậy, chúng ta sẽ được một sản phẩm như nào? Chúng ta sẽ được một sản phẩm với một cái thiết kế khá là bóng bẩy, bắt mắt, tuy nhiên lại làm bằng chất liệu nhựa. Đấy, màn hình của nó thì là màn hình Full HD, cũng là một cái màn hình đẹp ấy chứ. Hiệu năng thì với chip 710 với 4GB RAM với 64GB bộ nhớ trong là tốt nhất ở trong phân khúc hàng mới rồi, không con nào có hiệu năng tốt hơn. Đấy, pin của con này cũng rất trâu, 4050mAh, có hỗ trợ sạc nhanh 18W, có bộ 3 camera ở phía sau. Đấy, mỗi tội là cái camera của nó thì mình hơi chê một chút, đấy là cái camera của nó là vừa có tele lại vừa có xóa phông, đấy là mình không thích cái điểm này. Đấy, có cả cổng USB Type-C. Đấy, đây là tất cả những cái ưu điểm của con Lenovo Z6 Youth kia. Tuy nhiên có cái điểm mà mình chưa hài lòng ở trên Lenovo Z6 Youth, đấy chính là cái cộng đồng hỗ trợ của nó chưa được đông đảo, cũng như là cái giao diện của nó mình nhìn mình cảm thấy nó hơi xấu và nó không thân thiện với cả người dùng, nhìn sử dụng nó chưa được quen. Đấy, nhưng đấy chính là những cái điểm mà mình chê. Còn lại thì Lenovo Z6 Youth nếu mà so sánh ở trong cái tầm giá của nó vẫn là một sản phẩm rất đáng mua rồi. Cái sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là Realme X Line. Đấy, cách đây khoảng vài hôm thôi mình mới nói về việc Realme X Line giảm giá tại Clickbuy còn 4.390 thì phải. Bây giờ nó lại được giảm giá thêm nữa rồi, nó chỉ còn là 4.190.000 đồng mà thôi. Đấy, vậy thì bây giờ là Realme X Line nó chỉ hơn cái Lenovo Z6 Youth kia có mấy trăm ấy nhỉ? Khoảng 400.000 thôi. Đấy, thì vậy thì với 400.000 Realme X Line nó sẽ được những gì? Cái Realme X Line này thì nói với các bạn luôn đó chính là Realme 3 Pro hàng chính hãng đấy, nhưng mà X Line nó là hàng sách tay. Đấy, sản phẩm này thì vẫn có một cái thiết kế khá bóng bẩy, đẹp mắt, nhưng mà nó lại chỉ bằng nhựa mà thôi. Đấy, cổng sạc của nó lại chỉ là cổng micro USB chứ không phải USB Type-C. Nhưng mà được cái là màn hình vẫn là một cái màn hình đẹp, màn hình lớn, rồi là độ phân giải là Full HD cộng. Đấy, có bộ đôi camera kép ở phía sau cũng khá là ổn. Hiệu năng ấy thì cũng vẫn là 710, cũng là RAM 4, bộ nhớ trong 64. Đấy, pin thì cũng rất là trâu, 4050mAh. Đấy, vậy thì chúng ta phải đánh đổi cái gì? Đấy, như mình đã nói, đánh đổi thiết kế nhựa, đánh đổi lấy cổng sạc chỉ là chuẩn micro USB, và cái sự hỗ trợ của Oppo dành cho các cái sản phẩm Realme là không được cao. Đấy, đấy là cái chúng ta phải đánh đổi thôi. Cộng đồng hỗ trợ bây giờ thì cũng chưa được đông đảo. Đấy, còn nếu mà bạn muốn một cái sản phẩm mà nó có camera thò thụt, có vân tay bên trong màn hình, rồi là có một cái camera sau nó đẹp hơn rất nhiều, rồi không viền màn hình ấy, không có bị khuyết tật gì cả, thì Realme X sẽ là sự lựa chọn tiếp theo. Đấy, đối với Realme X thì hiện tại Clickbuy đang bán sản này với mức giá là 5.290.000 đồng. Với 5.290.000 đồng thì với chip 710 với 4GB RAM với 64GB bộ nhớ trong là một cái cấu hình cơ bản ở trong cái tầm giá này rồi. Đấy, nhưng mà đánh đổi lại thì cái sản này sẽ được bộ đôi camera kép ở phía sau rất đẹp, rất là giống với cả Oppo F11. Đấy, camera là 48MP và 5MP ở phía sau. Nó cũng sẽ có viên pin tương đối lớn 3765mAh, có màn hình lớn 6,53 inch, độ phân giải là Full HD cộng, Super AMOLED, có vân tay bên trong màn hình. Đấy, tuy nhiên là những cái điểm trừ như mình đã nói đấy, thiết kế bằng nhựa và cái cộng đồng hỗ trợ chưa được đông đảo là cái điểm mà khiến chúng ta phải lăn tăn khi mà mua Realme X.
Còn lại nếu mà các bạn muốn cộng đồng hỗ trợ đông đảo hơn, có thiết kế kính kim loại, tuy nhiên bây giờ không quá nhiều cửa hàng bán, thì chúng ta có thể nghiêng sang Mi 8SE. Hiện tại thì Clickbuy đang bán cái Mi 8SE phiên bản RAM 6, bộ nhớ trong 64 với mức giá là 4.690.000 đồng. Thế tuy nhiên là không biết là cái thời điểm video này lên sóng thì liệu Clickbuy đã bán hết hàng cái sản phẩm này hay chưa, bởi vì mình có gọi điện cho hệ thống cửa hàng Clickbuy thì mình thấy là cái sản phẩm này về cực kỳ nhỏ giọt luôn, bởi vì bây giờ là bên Trung Quốc là họ cũng dần dần họ xả kho đi rồi. Đối với cả Mi 8SE thì nó cũng có con chip 710, cũng có 64GB bộ nhớ trong giống như các sản phẩm trên, nhưng mà được cái là đánh đổi lại nó sẽ có 6GB RAM và nó sẽ chạy MIUI thì nó sẽ thân thiện hơn và được hỗ trợ cập nhật lâu dài hơn. Camera của nó cũng khá đẹp, nhưng mà camera của nó thì chưa đẹp bằng Realme X được, nhưng mà nó lại đẹp hơn Realme X Lite. Đấy, rồi là nó có màn hình nhỏ gọn, dễ cầm nắm, 5.88 inch, độ phân giải là Full HD cộng, viên pin của nó chỉ là 3120 mAh, ở mức độ đủ dùng thôi, một ngày chúng ta vẫn phải sạc 2 lần. Theo các bạn thì chúng ta có nên đánh đổi lấy cái pin yếu nhất của Mi 8SE là pin yếu nhất trong cả ba sản phẩm mà, để đánh đổi lấy một cái MIUI cũng như là một cái sản phẩm có thiết kế kính với kim loại không, cũng có thể để lại comment cho mình biết nhé. À, đánh đổi thêm cả 2GB nữa đó. Còn lại thì trong số tất cả những cái sản phẩm này thì mình thấy là Realme X và Mi 8SE là hai cái sản phẩm mà mình nghiêng tới nhiều nhất, nhưng mà để toàn diện giữa các mặt thiết kế màn hình, hiệu năng, camera, thời lượng pin các thứ để làm cho mình ưng ý thì mình lại ưng ý về cái Realme X hơn. Còn các bạn thì các bạn sẽ ưng ý với sản phẩm nào nhất thì cũng có thể để lại comment cho mình biết. Cảm ơn các bạn rất nhiều, còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.